រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាការងារចាំបាច់បំផុតដែលលទ្ធផលគឺគ្មានអ្នកចាញ់និងគ្មានអ្នកឈ្នះស្របតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបានសុកសន្តិភាពពេញលេញបរិបូរដែលពុំធ្លាប់មានជាង 500 ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងនិងចូលកាន់តំណែងព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីម្សិលមិញដែលលោកអៃសុនរស្មីត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណែកលោកឧត្តសុធាព្រះរាជអាជ្ញាចាស់ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងអ
cắt bần thoi xong nông rương có xe dàng tràn cần lòng một phòng đá chạy đáy nơi khăn ông chân em bì bọn mà phải bì xong nông rương đài nơi xe xo tu tiang bà tê mần toàn đọc rái cư miền chiêng buôn mơn xong nông rương đối nơi khăn ông niêm cỏ xuông dựt tệ thô lô có xôm thay nhầm nọ côn dàng chơi chơi phòng đá đó à nhà thô khai sọc nâng khôm đài khắt khom dọc chất tục đã chui đọc rái vì việt cài bà bôn tàu la ca cần lòng một tam ạ nụ xa đọc phung cụ rô bọc bà mục rìa rà thập hì bá không nụ đài có xôm thay nhầm nọ côn phòng đá đó à nhà thô cụp lùm đạp thân nâng mần trái nà cô bà dựt tệ thô đài ban xa ca dàng lò chìa mùi mần trái ai dạ ca nâng mần trái xa la đầm bôn khai trọng đọc rái bàn lò nâu xe và dựt tệ thô chun bà chìa bà rốt nơi khăn ông ọ ca nụ rốt mần trái cơ xuông dựt tệ thô có bàn bà đàm xa đò mần trái tò la ca tàng ọ trái dọc chất tục đã cho ruộm ạ nà vọt ca cai tầm rung chấm hạp cai tầm rung bà bôn dựt tệ thô miên nây tha chấp bạp rừng mùm bà tê chiệt miên xa thay ra phiếp miên sốc xăn tê phiếp nâng miên ca ạ phi vọt ri chấm ra nửa cục vi xáy tân tâm nâng ní đài môn trái tòa la ca tèm ọ trời bông rừng vì nây xa là thô khung ca nghe trời cổ rúp lạc khăn tê ca chà gróm bà rìa nha nâng lạc khăn tê ca môn trái rì chà ca xì vấl bông rừng xa mà kì phiếp tê khăn ông xa ca lò chìa mùi à nhà thô nâng môn trái nà cô bà cổ lùm đạp thân ca cắt cái đây trời cho lơ cà tê chá bạp nâng dứt tê thô môn lòng yên đòi trời chì viếng a cà tê tèng buôn cư chăn tia cà tê tô xa cà tê phẹ dìa cà tê mô hà cà tê trời miên sô cà tê thô tèng pram đòi trời thua ai pra xa lăng nơi ca đô xe và dứt tê thô chun bổ rốt công túc xong nông rương ai nơi cọ xe dù khai chân em nơi khăn ông bì thi nít đài luộc ất sơ thia có bàn lăng rìa ca ông bì ca nghe rộ bò ai dạ ca nâng chai crom xa đồng bông khai cầm bông chân em kết bì chân em bì bôn đọc bông bôn đò chân em bì bôn mà phê bày bàn chùm nung chùm rìa cái đây chùm nuôn bay bôn bông bay xong nông rương nẹ chuộp khum khăn ông bôn tình yêu kia xa rộp miên chùm nuôn mùi bôn mùi rơi xàm xa bông bì nẹ xây miên xàm xa bông bì nẹ bàn xa ca chìa mùi à nhà thô cực chọn thân ạ cho bằng grab bất lầm mơ nế xa cho chai chăm nào chun bà chìa bà rốt cây khó bà rốt rong cửa đòi cửa kì phấy cửa thò mà chết nên nè phóng đài nâng bàn xa ca chìa mùi lúc bà thiên xa la đầm bông khai chá co sang à kia xa la đầm bông thamay rò bọc khai bàn mùi khăn ông phóng đài đòi lại lúc ai xôn đẹp mây bà rìa nhà thamay có bàn lãng thơ ca bà đạch nhà chất chồng buồn một lúc rốt mặt trái cửa xuông dịch tệ thó tha nâng khách khom bòm pinh nhị ti phi ra cách ai bàn lò bà xá cô rúc cho bác cô rúc rốt thò mà nôn cô rúc cọm xa là thó vì chi chú vẹn lạc khăn tệ cả chai cọm bà rìa nhà bà căn bà chuộp nơi dứt tệ thó khách khom bòm ra xe và dứt tệ thó chun bà chìa bà rốt nâng ca bìa phòl bà giói rò bò chết ai bàn lò bà xá đàm bay sang công chết miên sẽ thay ra phiếp nâng sốc xoan tệ phiếp sắp cam sắp bù sẽ thay thí miền phần lật sắp bù bọc áo sắp bù liền chán sắp bù chút ớt đỏ bằng cốn sắp bù bọc áo mà sáu nâng tức ra ốp đài miền côn đập hiệp lõ nâng đầm lại xăm rũng công trọp là tập hợp khmai chui ai bà chìa bà rốt miền càng nhịt vơ Facebook page con khmai sắp bù khmai.